sau trận thua đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước Uzbekistan ở lượt trận mở màn vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải hướng tới một chiến thắng trước Ấn Độ để níu kéo hy vọng mong manh. Trên thực tế, tuyển nữ Việt Nam đã lâm vào thế rất khó sau trận thua Uzbekistan. Cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đi tiếp là rất mong manh, do chỉ có 3 đội đứng đầu 3 bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại thứ 2 mới đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Tại bảng C, do Nhật Bản quá vượt trội nên tuyển Việt Nam gần như không có cơ hội để giành chiến thắng trước đối thủ này ở lượt đấu cuối. Dù vậy, 3 điểm trước Ấn Độ vẫn đang là mục tiêu quan trọng mà tuyển nữ Việt Nam hướng tới. Nhiệm vụ này nằm trong tầm tay nếu Huỳnh Như và các đồng đội thi đấu đúng với thực lực của mình. Tuyển nữ Việt Nam đang được đánh giá cao hơn so với Ấn Độ. Ấn Độ không phải là đội bóng mạnh ở châu Á. Họ chỉ đang xếp hạng 61 FIFA, kém 27 bậc so với tuyển nữ Việt Nam. Ở lượt trận trước, Ấn Độ cũng bộc lộ nhiều hạn chế và để thua đậm Nhật Bản tới 0-7. Thành tích của bóng đá nữ Ấn Độ trong quá khứ cũng kém hơn so với Việt Nam. Họ chưa từng được dự World Cup, thậm chí vắng mặt ở vòng chung kết giải Asian Cup nữ suốt từ năm 2006 đến nay. Phong độ của tuyển nữ Ấn Độ trong thời gian gần đây cũng không tốt. Trước khi thua đậm Nhật Bản 0-7 thì họ để thua ở ASEAN 19 trước Thái Lan với tỷ số 0-1 và thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2. So với Ấn Độ thì tất nhiên tuyển nữ Việt Nam đang được đánh giá cao hơn. Trước một đối thủ vừa sức, Huỳnh Như và các đồng đội hoàn toàn có thể ghi bàn để giành chiến thắng, thậm chí với tỷ số cách biệt. Lượt trận trước, tuyển nữ Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới Uzbekistan do thiếu chính xác ở những pha xử lý quyết định. Tuy nhiên điều đó hoàn toàn có thể sẽ thay đổi ở trận đấu với Ấn Độ chiều nay.